Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 4 gồm có: trước hết là bản tin, tiếp đến là lá thư Vatican, và cuối cùng là một bước từng bước, truyện công giáo. Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ các chủng sinh chủng viện Burgos ở Tây Ban Nha. Vatican, sáng ngày 27 tháng 4, gặp gỡ các chủng sinh đang được đào tạo tại chủng viện Burgos ở Tây Ban Nha. Được đồng hành bởi các giám mục và linh mục, Đức Thánh Cha mời gọi họ mang Thiên Chúa hiện diện giữa mọi người bằng cách sống bác ái với nhau, sẵn sàng lên đường vì sứ vụ và phó thác tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng các chủng sinh đang được huấn luyện ở một nơi trên thế giới mà có lẽ nhiều người không thể tưởng tượng được. Một vùng đất giàu lịch sử và truyền thống của những người mạnh mẽ do khí hậu và phong tục của nó. Nhưng mà bây giờ, anh em định nghĩa là La España Vaciada, Tây Ban Nha trống rỗng. Như Chúa Giêsu sai các môn đệ đến nơi mà người sẽ đến, Đức Thánh Cha nói, đây là một tiêu chuẩn tốt để phân định và kiểm tra, bởi vì chúng ta có thể áp dụng vào thực tế của mình bằng một vài từ đơn giản. Chúa Giêsu muốn tôi đến miền đất trống rỗng này để đổ đầy Thiên Chúa vào miền đất ấy. Nghĩa là làm cho người hiện diện giữa anh em tôi để xây dựng cộng đồng, giáo hội và con người. Để có thể đạt được mục tiêu này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng nếu chúng ta là một nhóm không đồng nhất nhưng biết cách chào đón và làm phong phú lẫn nhau, không có lòng bác ái đối với Thiên Chúa và anh em, không bước đi từng đôi một như Thánh Sự vẫn nói, thì chúng ta không thể đem Thiên Chúa đến. Thứ hai, hãy tỏ cho Chúa thấy sự sẵn sàng tuyệt đối bằng cách khẩn cầu người sai chúng ta đi, ngay cả khi chúng ta dường như nhỏ bé so với công việc. Đó là mùa gặt lớn lao. Thứ ba, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, hãy từ bỏ và tin tưởng rằng khoảng trống chỉ được tạo ra trong tâm hồn chúng ta để đón tiếp Thiên Chúa và anh chị em của chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi những an toàn giả tạo của con người. Đức Thánh Cha kết thúc với lời khích lệ, có Thiên Chúa ở trong lòng chúng ta mang lại cho chúng ta sự bình an, một bình an mà chúng ta có thể truyền đạt, mà chúng ta có thể đem đến cho mọi dân tộc và thành phố, cũng như niềm khao khát đến mọi nơi. Bằng cách này, anh em sẽ lấp đầy ánh sáng của mình trên những cánh đồng mà dường như khô cằn, gieo rắc hy vọng cho chúng. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho anh em và xin Đức Thánh Trinh Nữ gìn giữ anh em. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự phiên họp của G7 về trí tuệ nhân tạo. Vatican, sáng ngày 26 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 ở khu vực Puglia, phía nam nước Ý, trong phiên họp về trí tuệ nhân tạo. Tòa Thánh đã xác nhận tin Đức Thánh Cha tham dự hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6 tại Borgo Egnazia ở Puglia, sau thông báo của Thủ tướng Ý, bà Giorgia Meloni. Bà Thủ tướng Ý nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một giáo hoàng sẽ tham dự vào công việc của G7. Đồng thời cho biết thêm rằng Đức Thánh Cha sẽ tham dự phiên họp dành cho các khách mời tham dự cuộc họp sắp tới của nhóm 7 quốc gia công nghiệp hóa. Hội nghị thượng đỉnh dự kiến có sự tham gia của Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Anh, Đức và Nhật Bản. Bà Meloni nói, tôi chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã chấp nhận lời mời của Ý. Sự hiện diện của Ngài tôn vinh đất nước chúng tôi và toàn thể G7. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh cách chính phủ Ý dự định tăng cường sự đóng góp của Tòa Thánh về vấn đề trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là với lời kêu gọi của Roma về đạo đức AI năm 2020, được cổ võ bởi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong một quá trình dẫn đến việc áp dụng cụ thể khái niệm đạo đức thuật toán, cụ thể là đưa đạo đức vào các thuật toán. Bà nói thêm, tôi tin chắc rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha sẽ mang lại sự đóng góp mang tính quyết định trong việc xác định khuôn khổ pháp lý, đạo đức và văn hóa cho trí tuệ nhân tạo. Bởi vì trên cơ sở này, trong hiện tại và tương lai của công nghệ này, năng lực của chúng ta sẽ một lần nữa được đo lường.
khả năng của cộng đồng quốc tế thực hiện điều mà một vị giáo hoàng khác, Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, đã nhắc lại vào ngày 2 tháng 10 năm 1979, trong bài phát biểu nổi tiếng của ngài trước Liên Hiệp Quốc. Bà Meloni trích dẫn: "Hoạt động chính trị, dù ở cấp quốc gia hay quốc tế, đều xuất phát từ con người, do con người thực hiện và vì con người." Đức Thánh Cha Francisco nói với các ông bà và con cháu, tình thương giúp chúng ta tốt hơn, phong phú và khôn ngoan hơn. Vatican, sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 4, tại Đại Thính đường Phaolô VI, trong khuôn khổ cuộc gặp gỡ, một cử chỉ âu yếm và một nụ cười, Đức Thánh Cha tiếp khoảng 6.000 người, gồm ông bà, con cháu. Ngài mời gọi mọi người suy tư về những khía cạnh của tình yêu. Tình yêu giúp chúng ta tốt hơn, phong phú và khôn ngoan hơn. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói rằng chỉ cần nhìn vào mọi người đang hiện diện là đủ để hiểu được điều Thánh Vịnh nói. Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau. Bởi vì có tình yêu giữa mọi người. Ở điểm này, Ngài muốn mời gọi mọi người suy tư về những khía cạnh của tình yêu. Tình yêu làm cho chúng ta tốt hơn, phong phú hơn và khôn ngoan hơn. Trước hết, tình yêu làm cho chúng ta tốt hơn. Đức Thánh Cha khẳng định điều này trong tư cách là một người ông, mong muốn chia sẻ đức tin luôn trẻ trung liên kết mọi thế hệ. Đức Thánh Cha nói, chính Ngài cũng đã đón nhận đức tin từ người bà, người đã giáo dục Ngài tình yêu thương bằng câu chuyện, và một trong những câu chuyện Ngài đã được nghe. Có một người ông trong gia đình do lớn tuổi khi làm bận bàn ăn. Người con đưa cha mình sang một chỗ khác để dùng bữa một mình. Mấy ngày sau, người con trai này thấy đứa con còn đang rất nhỏ của mình đang dùng búa, đóng đinh một cái bàn. Ông hỏi con làm gì? Cậu nói rằng đang chuẩn bị một cái bàn cho cha khi ông già đi. Đức Thánh Cha nói, đây là những gì bà tôi đã dạy và tôi không bao giờ quên. Anh chị em đừng quên điều này, bởi vì chỉ bằng cách ở bên nhau với tình yêu, không loại trừ ai, chúng ta mới trở nên tốt hơn và nhân bản hơn. Đức Thánh Cha nói tiếp điểm thứ hai, tình yêu làm cho chúng ta trở nên phong phú hơn. Ngài giải thích rằng xã hội có những người giàu kiến thức và phương tiện hữu ích cho mọi người. Tuy nhiên, nếu không có sự chia sẻ và mọi người chỉ nghĩ đến chính mình, tất cả của cải sẽ bị mất, sẽ biến thành một sự nghèo nàn của nhân loại. Như một số cách diễn đạt mà chúng ta sử dụng, khi chúng ta nói về thế giới người trẻ, thế giới người già, thế giới của cái này và cái kia. Nhưng chỉ có một thế giới và nó được tạo thành từ nhiều thực tại khác nhau để có thể giúp đỡ và bổ sung cho nhau. Đức Thánh Cha đi đến khía cạnh cuối cùng, tình yêu giúp chúng ta khôn ngoan hơn. Ngài đặc biệt hướng đến con cháu, nhắc nhở họ rằng ông bà là ký ức của một thế giới không có ký ức, và khi một xã hội mất ký ức thì nó sẽ kết thúc. Ngài nói thêm, vì thế chúng ta cần phải lắng nghe ông bà, đặc biệt là khi ông bà dạy các con bằng tình yêu và chứng tá của ông bà để vun trồng những tình cảm quan trọng nhất, không có được bằng vũ lực, không xuất hiện bằng thành công, nhưng lấp đầy cuộc sống. Đức Thánh Cha kết thúc bài nói chuyện. Trên thánh giá, khi nhìn Đức Mẹ và môn đệ thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu đã nói với thần mẫu, thưa bà, đây là con bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ anh. Với những lời đó, Chúa Giêsu đã trao phó cho chúng ta một phép lạ cần đạt được, đó là yêu thương nhau như một gia đình. Phần lớn linh mục ở Sierra Leone là con của những người Hồi giáo. Sierra Leone, trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Công giáo Om đăng ngày 25 tháng 4, Đức cha Natale Paganelli, 66 tuổi, người Ý, đến Sierra Leone vào năm 2005 với tư cách là một nhà truyền giáo dòng Save Gio, cho biết phần lớn các linh mục Công giáo ở quốc gia châu Phi này là con cái của người Hồi giáo. Đức cha Paganelli đã sống ở Mexico 22 năm và là giám quản tông tòa của giáo phận Makeni ở Sierra Leone từ năm 2012 đến năm 2020. Ngài giải thích là nhờ các trường học, con cái người Hồi giáo đã tiếp xúc với Kitô giáo. Đức cha cho biết khi các tu sĩ dòng Saverio, đặt theo tên của Thánh Francisco Xavier, đến Sierra Leone, miền Bắc nước này hầu như không có trường học. Các tu sĩ bắt đầu xây dựng các trường, đầu tiên là trường tiểu học, sau đó là trường trung học, và việc truyền giáo được thực hiện thông qua các trường học. Phần lớn,
những người Hồi giáo theo học tại các trường của dòng Saverio. Những trường có nhiều uy tín đã tiếp xúc với Kitô giáo, với các linh mục, và đến một lúc nào đó họ yêu cầu được rửa tội và tham gia một khóa học giáo lý tại cùng một trường. Nói chung là không có sự phản đối nào từ phía phụ huynh. Đức cha lưu ý rằng ở Sierra Leone có sự khoan dung tôn giáo rất tốt. Đây là một trong những thứ đẹp đẽ nhất mà chúng tôi có thể xuất khẩu ra thế giới, không chỉ kim cương, vàng, các khoáng sản khác. Một trong những linh mục là con trai của người Hồi giáo, hiện là giám mục của Makeni, Đức cha Boston Hansen Koroma, đã tiếp quản giáo phận mà Đức cha Panganelli đã giám quản cho đến tháng 5 năm 2023. Hiện nay, có hơn 100 linh mục ở 4 giáo phận của Sierra Leone. Đức cha Paganelli cho biết, số linh mục ngày càng tăng, nhưng ơn gọi tu sĩ, đặc biệt là ơn gọi nữ tu, ít hơn một chút, vì điều đó phức tạp hơn. Trong nền văn hóa của họ, phụ nữ không được đánh giá cao, nên họ khó nghĩ đến đời sống thánh hiến hơn. Hành hương kỹ thuật số khăn liệm thành Torino trong năm thánh 2025. Torino, trong buổi họp báo ngày 26 tháng 4, trình bày sáng kiến của Tổng giáo phận cho năm thánh 2025. Đức Tổng giám mục Roberto Repole của Torino cho biết, qua kỹ thuật số, chúng ta sẽ mang đến cho cả thế giới cơ hội hành hương viếng thăm tấm khăn liệm. Đức Tổng giám mục nói, đối với giáo hội ở Torino, khăn liệm là một dấu hiệu vĩ đại của đức tin và hy vọng. Hình ảnh khăn liệm trực tiếp gợi nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và sự phục sinh của Người, liên can đến tất cả mọi người. Đối với toàn thể cộng đồng dân sự Torino và Piemonte, khăn liệm còn có ý nghĩa là di sản tôn giáo và văn hóa, là một yếu tố thu hút mạnh mẽ khách hành hương và du lịch. Ngài nhận xét, nhiều người mong trong năm thánh 2025, khăn liệm cũng sẽ được trưng bày cho công chúng. Nhưng chúng tôi muốn thực hiện một đề xuất khác vào tháng 5 năm 2025. Sử dụng kỹ thuật số, cả thế giới sẽ có cơ hội hành hương viếng thăm tấm khăn liệm, thông qua chương trình dành riêng và kết nối đặc biệt. Và ở trung tâm Torino, trong những ngày lễ, sẽ có một lều khăn liệm mang đến cho người dân Torino và khách viếng thăm cơ hội tìm hiểu về khăn liệm, lịch sử và ý nghĩa của tấm khăn. Trong buổi họp báo, Đức Tổng giám mục cảm ơn các nhà làm phim và các hiệp hội đã cộng tác thực hiện các video và podcast phục vụ sáng kiến này. Ngài cũng cho biết, trong những tháng qua, giới trẻ của Tổng giáo phận đã tham gia vào hành trình giáo lý để hướng đến sự kiện quan trọng này. Sau cùng, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh về cam kết của giáo hội Torino đối với khăn liệm cả sau khi năm thánh kết thúc. Trước hết, đó là vấn đề đảm bảo chất lượng bảo tồn. Sau đó là nghiên cứu và chuẩn bị những điều kiện tốt hơn để đến gần tấm khăn liệm nhân dịp các cuộc hành hương lớn. Ngài nói, đó là một công việc phức tạp. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu đặt nền móng. Vì khăn liệm là di sản của toàn lãnh thổ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức, thành phố và khu vực như đã thực hiện từ năm 1998. Trung tâm đa tôn giáo tại Thế vận hội Olympic Paris năm 2024. Paris, trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic Paris 2024 vào tháng 7 tới đây, các vận động viên sẽ được tiếp cận một trung tâm đa tôn giáo. Về phía công giáo, một số vị tuyên úy sẽ hiện diện để hỗ trợ và lắng nghe các vận động viên, đồng thời tạo điều kiện cho họ tham dự các cử hành phụng vụ. Phó tế Jason Nioka, đảm trách điều hành các hoạt động của trung tâm cho biết, trung tâm mở cửa từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, hỗ trợ các vận động viên của năm tôn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Do Thái giáo và Ấn giáo. Tại đây, các vận động viên sẽ có thể gặp các vị tuyên úy theo tôn giáo của mình. Đối với các vận động viên công giáo, họ sẽ được phục vụ bởi các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân. Theo phó tế Jason Nioka, đây thực sự là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời của các vận động viên, vì đã chuẩn bị trong thời gian kéo dài 4 năm, hoặc đối với một số người còn nhiều năm hơn nữa. Giáo hội Công giáo Pháp đã có một cuộc gặp gỡ các vị tuyên úy chuẩn bị cho sứ vụ này tại nhà thờ Thánh Germain-L'Auxerrois của Paris. Christine Ray, một cựu vô địch môn judo, giải thích, các vận động viên sẽ cố gắng hết mình, nhưng một số sẽ không thành công. Chúng ta phải giúp họ đón nhận điều này. Phó tế Jason Nioka đảm bảo, đối với các vận động viên,
đời sống đức tin sẽ là yếu tố quyết định, cả trong quá trình chuẩn bị lâu dài và thời điểm thi đấu. Về điều này, ngoài việc được lắng nghe chăm chú, họ còn có thể tham dự thánh lễ tại nhà thờ Thánh Guadalupe với các ngôn ngữ khác nhau. Trung tâm Đa Tôn Giáo sẽ mở cửa cho các vận động viên muốn đến cầu nguyện hoặc để lại ý chỉ cầu nguyện, và có cả những giờ cầu nguyện đại kết. Thánh lễ khai mạc cầu nguyện cho Thế vận hội vào ngày 19 tháng 7. Buổi cầu nguyện chúc lành cho các vận động viên vào ngày 25 tháng 7. Và một thánh lễ bế mạc Thế vận hội dành cho người khuyết tật vào ngày 8 tháng 9. Đối với Phó tế Jason Nioka, ở một khía cạnh nào đó, các giá trị thể thao kết nối các nhân đức Kitô giáo. Chương trình Holy Games, sáng kiến của Giáo hội Công giáo dành cho Thế vận hội Olympic, đã nhấn mạnh điều này bằng một tập sách nhỏ có tựa đề Get Ready, trong đó phát triển song song giữa thể thao và các nhân đức Kitô giáo. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican. Đức Thánh Cha, tiếng kêu trong sa mạc. Kính thưa quý vị thính giả, những ngày qua, Đức Thánh Cha tái lên tiếng chống lại làn sóng chiến tranh chết chóc tiếp tục kéo dài tại nhiều nơi trên thế giới. Mỹ và Anh tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và các nước đồng minh, thêm bao nhiêu thường dân vô tội chết tại Gaza mà nấm mồ tập thể là hình ảnh biểu tượng. Phải chăng những lời thức tỉnh của Đức Thánh Cha chỉ là tiếng kêu trong sa mạc? Sáng thứ Tư ngày 24 tháng 4 vừa qua, vào cuối buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nói với mọi người: "Chúng ta nghĩ đến Ukraine đau thương, đến Palestine, Israel, Myanmar đang chịu chiến tranh và bao nhiêu nước khác. Chiến tranh luôn luôn là một chiến bại và những người kiếm lợi nhiều nhất là những người chế tạo vũ khí. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình, cầu cho Ukraine đau thương, đang chịu đau khổ rất nhiều. Bao nhiêu binh sĩ trẻ ra đi chịu chết. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Trung Đông, cho Gaza đang chịu đau khổ rất nhiều vì chiến tranh. Cầu cho hòa bình giữa Israel và Palestine, họ hãy trở thành hai quốc gia tự do và giao hảo với nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình." Vào ban chiều cùng ngày 24 tháng 4, trong cuộc phỏng vấn tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican dành cho bà Nora Donnell, đặc trách mục tin chiều của đài truyền hình CBS Evening News ở Mỹ, Đức Thánh Cha lại kêu gọi hãy ngưng chiến tranh tại Ukraine, Gaza và trên thế giới. Ngài mời gọi các nước lâm chiến rằng hãy tìm cách thương thuyết, hãy tìm kiếm hòa bình. Ngài cũng cho biết: "Tôi cầu nguyện rất nhiều cho cuộc ngưng chiến tại Gaza và nhắc lại rằng mỗi tối lúc 7 giờ, Ngài vẫn gọi điện cho giáo xứ Công giáo duy nhất ở Gaza để biết tin tức. Tình thế rất cam go, cũng vì dân chúng phải chiến đấu để được lương thực." Cũng trong tuần qua, một tin được dư luận bàn tán nhiều, đó là sau hơn 6 tháng dậm chân tại chỗ, Quốc hội Lưỡng viện Mỹ đã thông qua việc dành 95 tỷ Mỹ Kim để viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan, và một ngân khoản nhân đạo cho Palestine. Dự luật này được sự ủng hộ của lưỡng đảng là vì phần lớn trong số 95 tỷ vừa nói ở lại Mỹ dành cho công nghệ chế tạo vũ khí của nước này. Trong một bài đăng trên trang mạng Chỉ Nam Mới hàng ngày, truyền đi ngày 25 tháng 4, ký giả Jana Rea Gaiani phân tích tin trên đây và nhận định đâu là ảnh hưởng của viện trợ quân sự trên đây do Mỹ và Anh Quốc dành cho Ukraine. Đối với bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Âu Châu, Ukraine phải chiến thắng. Đó là điều mà bao nhiêu chính trị gia vẫn nói, nhưng ít người thực sự tin điều đó. Thực tiễn hơn, và có lẽ là thái độ sống chết mặc bay của ông Jens Stoltenberg, người Na Uy, tổng thư ký của khối NATO. Tại Warsawa, thủ đô Ba Lan, hôm thứ Ba 23 tháng 4, ông đã trình bày một cách thực tiễn hơn về những mong đợi nơi quân viện mới của Mỹ dành cho Ukraine và nói rằng
Hiện giờ chúng ta chỉ có thể đầu tư vào an ninh của Ukraine. Đó là điều tốt đối với họ và cũng là điều tốt đối với chúng ta. Nếu chúng ta để cho Putin thắng, thì phí tổn sẽ gia tăng chứ không giảm bớt. Tiếp đến, cần nhớ rằng cho dù bây giờ tất cả chúng ta cung cấp một sự hỗ trợ chưa từng có, thì Ukraine cũng chỉ là một phần trong ngân sách quốc phòng của chúng ta, chưa tới 0,2% tổng sản lượng của chúng ta. Khi viện trợ cho Ukraine, chúng ta giúp họ phá hủy khả năng chiến đấu của Nga, mà lẽ ra khả năng này có thể được Nga sử dụng để chống chúng ta. Hỗ trợ Ukraine không phải là làm việc bác ái, nhưng đó là một đầu tư cho an ninh của chúng ta, và nếu chọn một giải pháp khác thì càng tốn kém hơn. Vì thế, mục tiêu đối với Mỹ và NATO với trục kéo liên minh Anh-Mỹ dường như vẫn là làm suy yếu nước Nga. Cũng vì mục tiêu này, Anh và Mỹ đã tạo sức ép trên Ukraine hồi tháng 3 năm 2022 để làm hỏng hiệp định hòa bình mà Nga và Ukraine đã đồng thuận với nhau qua sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đã được chính các cộng sự viên của Tổng thống Zelensky nhìn nhận và mới đây tạp chí Foreign Policy, chính sách đối ngoại, cũng nói đến. Có một mục tiêu khác không kém phần thứ yếu nhưng có tính cách chính trị nhiều hơn, đó là những viện trợ quân sự cho Ukraine phải ngăn cản sự sụp đổ của các lực lượng Ukraine trước cuộc bầu cử nghị viện Âu Châu vào tháng 6 tới đây và cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 ở Mỹ. Bởi vì sự thất bại của Ukraine có thể có những ảnh hưởng trên uy tín của các chính phủ và lãnh tụ Tây Phương. Không nên quên rằng Tổng thống Biden đã phải rút quân một cách hỗn độn ra khỏi Kabul, thủ đô Afghanistan, hồi tháng 8 năm 2021, trong khi tại Âu Châu, nhiều lãnh tụ chính trị và chính phủ đã tin báo một cách hoàn toàn chắc chắn rằng Nga sẽ thảm bại về kinh tế và quân sự do những biện pháp trừng phạt của Âu Mỹ. Vừa khi được Quốc hội thông qua, sau thời gian bị đình trệ từ tháng 10 năm ngoái do sự chống đối của Đảng Cộng Hòa chiếm đa số ở Hạ viện, Tổng thống Joe Biden đã ký ngay gói 95 tỷ Mỹ Kim viện trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Đảng Cộng Hòa không đồng ý dành 61 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ quân sự cho Ukraine và tố cáo Nhà Trắng đặt an ninh của các nước ngoài trên ưu tiên an ninh quốc gia, bắt đầu là việc chống lại nạn di cư bất hợp pháp vào Mỹ từ biên giới Mexico. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Mike Johnson thuộc Đảng Cộng Hòa đã nhượng bộ với sự hỗ trợ của cựu Tổng thống Donald Trump và đề ra lịch trình bỏ phiếu dự luật để cho Mỹ biến các viện trợ tương lai cho Ukraine thành những ngân khoản vay mượn với sự bảo đảm của các số tiền đã phong tỏa của Nga. Trong thực tế, sự chấp thuận của lưỡng đảng Quốc hội Mỹ về biện pháp trợ giúp quân sự cho Ukraine dường như là sự kiện phần lớn số tiền viện trợ cho ba nước đồng minh ở đây, tức là hơn 70 trên tổng số 95 tỷ, sẽ vẫn ở lại Mỹ. Về mặt đơn đặt hàng quân sự cho các lực lượng võ trang Mỹ, các sản phẩm quân sự chế tạo tại Mỹ được cung cấp cho các đồng minh và tài trợ các hoạt động quân sự hoặc cơ cấu hạ tầng của Mỹ ở các khu vực khủng hoảng ở Âu Châu, Trung Đông và Châu Á. Đó là một trận mưa dồi dào Mỹ Kim trên công nghệ chế tạo vũ khí của Mỹ, cũng là những cơ quan tài trợ mạnh mẽ cho các chiến dịch tranh cử của cả hai đảng. Công nghệ vũ khí này ảnh hưởng lớn tới kinh tế và công ăn việc làm ở Mỹ, vốn là điều quan trọng đối với lưỡng đảng, giữa lúc cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay đang đến gần. Vì thế không là gì khi phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tướng Pat Ryder, trong những ngày qua đã giải thích rằng yêu cầu tài trợ sẽ cung cấp những trợ giúp thiết yếu cho những người đối tác của chúng ta tại Ukraine, Israel và Ấn Độ-Thái Bình Dương và cấp gần 60 tỷ Mỹ Kim cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong số này khoảng 50 tỷ được chuyển qua công nghệ quốc phòng, tạo nên công ăn việc làm tại hơn 30 bang ở Mỹ. Ví dụ trong số 61 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Ukraine thì 23 tỷ 200 triệu sẽ dành để chế tạo vũ khí và đạn dược quân đội Mỹ dùng để cung cấp cho Ukraine. 11 tỷ 300 triệu sẽ tài trợ các hoạt động của Bộ Tư lệnh Mỹ ở Âu Châu để hỗ trợ Ukraine. 13,8 tỷ là để thủ đắc vũ khí, đạn dược và các dịch vụ huấn luyện cho Ukraine. Các số tiền khác sẽ hỗ trợ các hoạt động các cơ quan liên bang khác nhau của Mỹ ở Ukraine và chỉ có 7,8 tỷ được chuyển trực tiếp cho chính phủ Ukraine.
Tóm lại, theo biện pháp được Quốc hội Mỹ thông qua, 61 tỷ để giúp Ukraine, 8 tỷ cho Đài Loan và các đồng minh ở Á Châu, Thái Bình Dương, 26 tỷ để viện trợ quân sự cho Israel và trợ giúp dân chúng ở Gaza khoảng 9 tỷ. Cả Anh Quốc cũng thông báo dành 500 triệu bảng Anh để trợ giúp quân sự cho Ukraine, trong đó có 1.600 tên lửa, kể cả các loại tên lửa Storm Shadow, 4 triệu cho vỏ khí nhẹ, 400 xe và 60 thuyền. Thủ tướng Rishi Sunak của Anh loan báo rằng ngân sách quốc phòng của Anh sẽ tăng từ 2,32% lên 2,5% tổng sản lượng quốc gia. Ông nói, chúng ta đang ở trong thế giới nguy hiểm hơn từ sau chiến tranh lạnh và là một khúc quanh về an ninh ở Âu Châu. Vì thế, ngân sách sẽ dần dần gia tăng lên 87 tỷ bảng Anh trong vòng 6 năm để tăng cường quốc phòng trong một thế hệ. Một trong những bài học chính yếu của chiến tranh Ukraine là chúng ta cần dự trữ đạn dược nhiều hơn và công nghệ phải có thể cung cấp chúng mau lẹ hơn. Thủ tướng Anh cho biết sẽ dành 10 tỷ Anh kim trong vòng 10 năm để hỗ trợ phân bổ công nghệ. Về ảnh hưởng của viện trợ quân sự của Mỹ và Anh trong chiến trận, nhiều nhà phân tích cho rằng cần một thời gian trước khi Ukraine có thể nhận thấy những lợi ích của gói quân viện mới, cho dù Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết những trợ giúp đầu tiên khẩn cấp trị giá 1 tỷ Mỹ kim sẽ được đưa tới Ukraine trong vài ngày. Tờ Wall Street Journal ở Mỹ cho rằng những viện trợ mới của Mỹ có thể giúp Ukraine hãm đại đà tiến của Nga nay đang triển khai ở tất cả các mặt trận. Nhưng báo này cho rằng những viện trợ của Mỹ khó có thể thay đổi hẳn tình thế của Ukraine vì những tổn thất nặng nề đã chịu và tiếp tục ở trong tình trạng thiếu kinh nghiệm các đoàn quân tinh nhuệ được huấn luyện, thiếu vũ khí và đạn dược. Cùng với những phân tích trên đây, trong những ngày qua, phúc trình mới nhất của Viện Quốc tế Nghiên cứu về Hòa bình, gọi tắt là SIPRI, ở Stockholm, Thụy Điển, xác quyết chi phí quân sự trên toàn cầu đã đạt tới mức kỷ lục. Thế giới ngày càng võ trang thêm, chiến tranh nay được liệt kê vào doanh vụ mang lại nhiều lợi tức nhất trên thế giới, với những chi phí khổng lồ ở các miền trên trái đất. Những chi phí cho võ trang đã leo thang liên tiếp trong 9 năm nay và nay lên tới đỉnh cao 2.443 tỷ Mỹ Kim, trong đó 55% do Mỹ và khối NATO. Con số này tương đương với 2,3% tổng sản lượng thế giới. Trước tất cả những điều trên đây, những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha dường như chỉ là tiếng kêu trong sa mạc trước quyền lực của sự chết. Chắc chắn Ngài biết rõ điều đó, nhưng Ngài cũng biết rõ rằng phải tiếp tục lên tiếng để máu những người vô tội khỏi đổ trên chúng ta và con cháu chúng ta. Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Truyện ngắn Trộm, tác giả Tâm Ngọc, trích trong tập truyện Mục đồng số 23, người đọc Thanh Uyên, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Thằng Hưng kéo cửa nhà thờ ra, bước vào và cúi đầu chào Chúa như mọi khi, rồi tìm một góc khuất quỳ gối, bắt đầu giờ cầu nguyện. Thánh đường chỉ một mình nó, vắng lặng. Giê-xu gục đầu trên khổ giá dường như cô đơn hơn nhiều. Mấy tháng này, từ ngày bùng dịch, cánh cửa nhà thờ khép lại, không còn thánh lễ mỗi ngày. Và cũng từ đó, cứ chiều chiều, bất kể ngày mưa, ngày nắng, thằng Hân đến nhà thờ, ngồi với Chúa, thinh lặng để nói chuyện với người. Có hôm trời mưa tầm tã, nó vẫn xách xe đi. Mẹ nó hỏi, mưa dày cũng đi sao con? Nó cười, con nhớ nhà thờ, ngày nào cũng đi, nghỉ một hôm mà nhớ gì mày? Mưa gió, đi về rồi ướt, rồi bệnh. Con nhớ thật mà,
Thôi con đi đây, có mưa chắc không sao đâu. Nói rồi, nó lái xe lao ra ngoài trời, ngắm hướng nhà thờ mà chạy. Nó nhớ nhà thờ thì cũng chẳng đúng lắm, bởi nhà thờ vẫn ở đó, vẫn vậy, sừng sững giữa trời. Vẫn khung cảnh đó, năm này qua tháng nọ, chẳng đổi khác chi, có chăng là khuôn viên đẹp hơn do bàn tay người chăm thôi. Thằng Hân nhớ Chúa, nhớ thánh thể, vì có lẽ mấy tháng rồi nó không được tham dự thánh lễ, được rước Chúa. Nó phớt phát bằng giờ cầu nguyện mỗi chiều ở thánh đường giáo xứ quen thuộc để được gần bàn thờ hơn, gần Chúa hơn. Có ai đó đã nói rằng bàn thánh là thân mình Chúa Giêsu. Nó tin như thế, hơn hết là có thánh thể Chúa trong nhà tạm. Chỗ nó cầu nguyện cũng chẳng mấy ai để ý, nhưng đủ để nó ngắm nhìn Chúa một cách rõ ràng. Và nhỡ có thèm thuồng đến mức phải nuốt ừng ực hay liêm diêm chìm đắm như xuất thần thì cũng chẳng làm phiền ai hay gây tò mò cho người khác. Rột. Tiếng mở cửa làm thằng Hân chợt giật mình. Nó mở mắt, ngước nhìn, sơ già phụ trách phòng thánh tiến thẳng lên gian cung thánh. Sơ đang chuẩn bị cho thánh lễ ngày mai. Sơ chăm chút từng cánh hoa, ngắt mấy cánh vừa úa, thêm nước cho chúng, sửa lại đế nến trên bàn, quét lại gian cung thánh. Từng việc một, cẩn thận, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần nhanh nhẹn như bản tính vốn có của Sơ. Sơ dọn đồ lễ. Thời gian giãn cách, cha xứ chỉ dâng lễ nội bộ, giáo dân chỉ có bà giúp việc, bốn sơ ở cộng đoàn kế bên, thêm độ chừng 6 em nội trú, vỏn vẹn chỉ có 12 người. Sơ xếp từng chiếc bánh trắng nhỏ lên đĩa thánh, cuối cùng là chiếc bánh lớn hơn cho vị chủ tế. Sơ tỉ mỉ từng chút một, nâng niu từng chiếc bánh, cẩn thận đếm từng cái sao cho vừa đủ số người tham dự. Xong đâu đấy, sơ lại cất vào chỗ cần cất. Đó cũng là việc cuối cùng trước khi sơ ra về. Từng cử chỉ của sơ, thằng Hân đều thấy hết. Nhưng có lẽ sơ không thấy nó, chỗ nó cầu nguyện đắc địa thế kia mà. Thằng Hân cười thầm với suy nghĩ của mình. Xong, nó tiếp tục lời cầu nguyện. Hôm nay tự nhiên, mấy ý nghĩ đó làm nó chi trí quá. Cuối thu, trời hay mưa nhiều, những cơn mưa giông cũng như thể được mùa. Bầu trời đang nắng bỗng trở nên xám xịt, rồi sấm nổ đì đoàn như pháo đêm 30. Thằng Hân vừa bước vào nhà thờ, khép cánh cửa lại, thì cơn mưa cũng vừa ập tới. Tạ ơn Chúa không bị ướt, thằng Hân buộc miệng nói. Nó cúi đầu chào Chúa như mọi khi, rồi đến góc cầu nguyện quen thuộc. Thằng Hân ví von trong cuốn nhật ký thiêng liêng của nó, nơi đó là vương quốc thinh lặng. Cũng phải, giờ đó chẳng có ai, chỉ có tiếng gió lao xao, vài con chim ríu rít gọi nhau trên mấy tàn cây xung quanh nhà thờ. Lâu lâu, vài tiếng xe máy, ô tô ngoài đường vọng vào, đơn độc, cũng chẳng xé toạc nổi cái tĩnh lặng vốn có ấy. Thằng Hân gấp tân ước lại, đoạn tin mừng còn vang vọng trong nó đúng câu cuối cùng. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng. Chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Gioan đoạn 6 câu 51. Nó nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, rồi chìm vào giờ cầu nguyện với hết sức lực, hết trí khôn, hết linh hồn và hết con tim đầy lửa yêu của nó. Mấy tháng này không có thánh lễ, thằng Hân thèm thánh lễ da diết. Cái thèm của nó không chỉ giống thèm một món ngon mà lâu rồi chưa được ăn,
Nhưng cái thèm của thằng Hân là nỗi nhớ, nỗi khát khao được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch tình yêu. Với người ngoại đạo, đó chỉ là miếng bánh trắng nhỏ xíu, không mùi, không vị. Còn với người Công giáo, đó là mình Chúa, là thịt Chúa, là của nuôi linh hồn và là cả một mầu nhiệm yêu thương. Với thằng Hân cũng không ngoại lệ. Chú ơi, con thèm Chúa quá, con nhớ Chúa quá. Thằng Hân như hét lên trong tâm tưởng. Thằng Hân mở mắt, hít một hơi thật sâu. Nó nhìn chằm chằm vào nơi nhà tạm. Nó mường tượng cánh cửa nhà tạm mở toang bằng cơn gió thánh thần, và mình Thánh Chúa bay ra đến với nó, thỏa lòng khao khát của nó. Thằng Hân mơ màng, không biết lúc ấy cảm giác nó sẽ như thế nào nhỉ? Có sợ không? Sự lạ mà. Nhưng chắc một điều là nó sẽ rất sung sướng, hạnh phúc vì Chúa viếng thăm nó cách đặc biệt. Thằng Hân nghĩ thầm, tự nhiên nó muốn đến gần nhà tạm một chút, đến gần Thánh Thể Chúa một chút. Nó rời khỏi vương quốc thinh lặng, bước xuống cầu thang, tiến thẳng lên cung thánh. Phía sau bàn thánh, nó chạm tay vào nhà tạm và miên man tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đến đáng thương của một người không được rước mình Thánh Chúa mấy tháng trời. Em kia, làm gì đó? Tiếng gọi làm thằng Hân giật mình. Không biết nó đứng như thế trong bao lâu, nó cũng chẳng biết sơ phụ trách phòng thánh đi vào từ lúc nào và chẳng hay biết gì cho đến khi sơ bước lên cung thánh, thấy hành động kỳ quặc của nó và lên tiếng. Dạ, lâu quá con không được đi lễ nên con thèm Thánh Thể. Ai cho con làm như vậy? Không được phép tùy tiện lấy mình Thánh Chúa. Dạ, con đâu có lấy đâu sơ. Còn chối nữa hả? Chính mắt sơ tận thấy con chạm tay vô nhà tạm muốn lấy mình Thánh Chúa mà còn chối. Nhưng sơ có thấy con lấy không? Thằng Hân nói giọng chắc nịch như muốn khẳng định nó không hề ăn trộm mình Thánh. Ai mà biết được trước khi sơ đến em đã lấy hay chưa? Con không có lấy. Con chỉ chạm tay vào nhà tạm cho đỡ thèm Thánh Thể bấy lâu nay thôi. Sơ đừng nghĩ quan cho người khác như vậy. Thằng Hân cảm thấy hơi bực mình trước lối suy nghĩ của sơ coi phòng thánh. Thật hết biết, kỳ cục. Có chuyện gì vậy? Tiếng cha xứ khàn khàn chen ngang cuộc đấu trí chưa có hồi kết thúc của thằng Hân và vị nữ tu. Có lẽ ngài có việc cần hay vào nhà thờ cầu nguyện chăng? Linh mục thì không thể bỏ cầu nguyện mỗi ngày. Hơn nữa, thời gian này dịch giả, con người cần lắm đến lời cầu nguyện. Dạ thưa cha, con vô tình thấy em này muốn lấy mình thánh trong nhà tạm. Có chuyện đó sao? Dạ em ấy nói em ấy thèm Thánh Thể. Ủa, thằng Hân đi mà, lâu quá cha không gặp con, mà chuyện gì xảy ra vậy? Dạ thưa cha, con thực sự không có lấy mình Thánh Chúa trong nhà tạm. Chỉ là con khao khát nên con chỉ chạm tay vào nhà tạm chút thôi. Với lại đang giờ cầu nguyện, sao con dám lấy được chứ? Chắc có lẽ hiểu lầm gì đây. Sơ à, có lẽ vì dịch không có lễ nên em ấy khao khát thôi. Hơn nữa em ấy cũng là tu sinh, chắc chắn hiểu điều mình đang làm mà. Dạ, cha đã nói vậy thì sơ xin lỗi em nha. Dạ, không có gì đâu sơ. Con cũng xin lỗi sơ và cha. Hành động của con làm sơ hiểu lầm. Thôi, không sao cả. Chào sơ và con nha. Cha có việc phải đi rồi. Hân, khi nào rảnh rỗi ghé cha nha. Lâu lắm rồi, cha con mình không gặp nhau. Cha cũng muốn biết hành trình ơn gọi của con nữa. Dạ, hôm nào con sẽ ghé cha. Nói xong, cha xứ rời gót, để lại trong nhà thờ hai người, một già, một trẻ, sượng sùng. Một bầu không khí nặng nề bao trùm, dường như sơ vẫn không tin thằng Hân lắm.
không lẽ cứ đứng trân trân vậy sao? Thằng Hân nghĩ. Nó mở lời phá tan bầu khí nặng nề căng thẳng ấy. Thật ra cách cầu nguyện của con hơi lạ so với nhiều người. Cầu nguyện với cả thân mình con cũng có nhiều người tò mò lắm. Con cảm ơn Sơ, con sẽ chú ý hơn, tránh ánh mắt của người khác. Dạ chào Sơ, con về. Thằng Hân cúi đầu chào Chúa rồi ra về. Tâm hồn nó bình an chi lạ. Nó mở cửa, một luồng gió tràn vào bên trong, mát rượi. Trời đã tạnh, một vài tia nắng cuối ngày cố len lỏi sáng lên sau cơn mưa. Vị nữ tu đứng nhìn thằng Hân từ từ bước đi, như sực nhớ điều gì đó, bà bước vào phòng áo, tới chỗ cất đồ lễ, bà lấy đĩa thánh ra đếm. 1, 2, 3, 8 cái bánh nhỏ. Vẫn đủ mà, sao cả tuần nay lần nào cũng thiếu, cha phải bẻ đôi mình thánh Chúa cuối cùng khi trao. Lời vàng. Tâm cao khí ngạo, kiến thức sâu rộng cũng vô ích. Lâm Tắc Từ. Nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn. Luận Ngữ. Xấu hay làm tốt, dốt hay nói dữ. Thành Ngữ. Kẻ mạnh tỏ ra yếu kém, còn kẻ yếu lại thích thể hiện bản thân mạnh mẽ. Tục Ngữ. Ngàn tội trăm ác đều từ ngạo mạn mà ra. Vương Dương Minh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.